Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình có một chút chia sẻ về vấn đề những cái việc mà cần làm, ví dụ kỹ thuật rong lá để trước khi mình vô kẽm á, để mình chỉnh sửa tàn của cái cây ấy. Thì những công việc làm những cái gì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo nha. Thì cái việc đầu tiên trước khi mà vào kẽm á, thì chúng ta phải tiến hành chúng ta rong lá bỏ này, những cái lá sát chân này nè, ví dụ ở đây nè, mình dọn cho nó trống nè, rồi ví dụ cắt bỏ những cái chi, dọn cho nó thoáng cái cây luôn đó, dọn cho nó thoáng nè, đó, ngoài thấy nè đó. Con tay làm tay quay nên nó trông hơi phiêu mạo hiểm một tí đó, mình nắm mình giật thôi. Còn các bạn ở nhà các bạn cắt tỉa đàng hoàng nha. Cây này cây zin không phải cây mai ghép mà giật nó bay luôn cái nhánh đó. Thì đầu tiên các bạn dọn cắt tỉa cho nó thoáng cái cây trước rồi đó. Đó, nó như cái nhánh này đó, như vậy chúng ta vào kẽm đơn giản hơn nè, dọn bỏ lá chân nè. Đó. Ví dụ những cái nhánh như thế này đi, nhánh này nè, nhánh này thì nốt nuôi nó cũng không có đạt đâu, cắt dục luôn đi mọi người, bỏ luôn đi. Đây đó, mình dọn rất là trống nè, đó, dọn bỏ luôn. Dọn cho nó thoáng để mình vô kẽm cho nó đơn giản hơn, cho nó đi một cộng ra, mình vô kẽm rất là đơn giản, dễ dàng cho mình. Đó. Cắt bỏ luôn những cái thằng này. Để nó cũng nút, cũng không có đạt đâu mà để làm chi cho mất công. Xuống rồi cái cây nó phải thoáng nha. Đó, mình đã cắt dục hết rồi. Còn tùy mỗi người mỗi kiểu làm nữa. Đây thì mình làm clip chia sẻ cho mọi người thôi, xem cùng tham khảo thôi. Bạn lưu ý đây, tại vì mình vừa làm vừa quay mình ấy, chứ còn cây các bạn ở nhà thì các bạn làm kỹ xíu, đừng có nắm giật như mình nha, lấy cái kéo cắt tỉa lá đàng hoàng nha, để nhiều cái nó xước ha. Đó, muốn dọn thoáng vậy cắt tỉa đàng hoàng nha, đừng có giật như mình nha, nhiều khi nó rớt cái nhánh ra luôn á nha. Rồi sau khi một lúc 10 phút mình đã dọn xong cái cây thì các bạn thấy dưới cái cây nó rất là thoáng. Ồ, lúc mà mình vô kẽm á, bắt đầu tiếp tục mình vô kẽm á, dư cái nào mình cắt dục tiếp đó. Thì như vậy lúc mà mình cặp kẽm vô, mình vô rất là đơn giản nha mọi người, nó không bị vướng nhiều. Đó. Nó như là một hồi là mấy này tẻ bỏ luôn nè. Nè, cái này là nút nuôi không có đạt đâu, dục. Đó.
cái cây nó phía dưới nhìn nó rất là thoáng cái cây. Dọn, mục đích chúng ta dọn là cái thứ nhất là chúng ta dễ vô kẽm, cái thứ hai đó là tránh sâu bệnh diệp sáp, phòng trừ diệp sáp rất là hiệu quả. Diệp sáp thì nó có cái nhược điểm là nó đụng nắng á, nó gặp nắng là nó không ở được, nên chúng ta dọn nó cho nó không thoáng. Nó thoáng cái cây thì diệp sáp nó sẽ không bu được đó. Dọn cái cây cho nó thoáng lên. Cây này cây mai vàng hoành nó rất là to, nó đang lên xù nữa. Giờ không biết đâu hoành sao luôn. Đó thì hôm nay mình có một chút chia sẻ đến mọi người về cái cách làm của bên vườn mình. Rong lá chân trước khi vào kẽm, cắt tỉa để mình vô kẽm á, thì mình có chia sẻ mọi người xem clip vui chơi. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip.